Có câu hỏi tiếp chưa? Dạ có ạ. Dạ thưa thầy, con là một giáo viên chủ nhiệm cấp 3, có gặp những stress với những học sinh của con. Từ đó khi con ở với con của con và chồng thì không sao, nhưng khi con ở một mình thì có một tiếng nói nhỏ liên tục trong đầu là nhảy xuống cái sông trước nhà đi. Con đã từng muốn nhảy. Sau khi con chia sẻ điều này với người bạn của con, bạn giới thiệu con đi các khóa thiền ở Hồng Trung Sơn và Phước Sơn. Bây giờ tiếng nói nhỏ trong con đã hết, nhưng con vẫn thấy mình căng thẳng khi phải chủ nhiệm các bạn học sinh cấp 3. Thầy cho con hỏi hiện tượng đó là như thế nào? Xin thầy khai thị ạ. Có thể là do khi đi dạy đó thì áp lực nhiều. Bây giờ hình như là trong mọi cái ngành nghề đều bị áp lực. Bác sĩ cũng bị áp lực, giáo viên cũng bị áp lực, thương gia cũng bị áp lực. Nói chung là ở đâu cũng bị áp lực. Lẽ ra là người ta chỉ cần sống bình thường thì rất là tốt, nhưng mà tại vì ấy, mình nhiều khi muốn là muốn tiếng nhanh tiếng mình á, cho nên đôi lúc là mình quá là áp lực trong cái việc phải phải đạt được cái mục tiêu gì đó, chỉ tiêu này chỉ tiêu kia gì đó, thì mới là tiến bộ theo với các cái nước tiên tiến chứ, chẳng hạn vậy. Cho nên mình cũng có hơi bị căng thẳng trong nhiều cái lĩnh vực, mà từ cái căng thẳng đó nó cũng đưa đến nhiều tiêu cực, nhiều loại tiêu cực. Cái này thì trong ngành giáo dục cũng cũng như trong nhiều ngành thì người ta cũng đang muốn là phải có một cái sự là làm sao đó để cho nó cho cái sinh hoạt xã hội nó tốt đẹp hơn. Chẳng thôi bây giờ cái áp lực nó quá nhiều. Đừng nói đâu, ngay trong cả cái việc mà các cái giáo hội cũng vậy. Nó vẫn có những cái áp lực này đó. Tức là nó trong tu hành hay là trong mọi mọi cái lĩnh vực xã hội ấy, là bây giờ nó cứ bị rơi vào một tình trạng căng thẳng. Do đó đó, bây giờ cũng không phải là mình phải làm gì cả, đơn giản là mình phải biết thư giãn buông xả. Tức là mình phải biết nghỉ ngơi. Mình phải biết nghỉ ngơi, tức là mình làm việc nhưng mà mình biết buông xả. Thí dụ như thầy ấy, thực ra thầy cũng là một trong những người mà làm việc nhiều. Làm việc và là ví dụ như viết sách, hay là có nhiều người là họ viết sách rồi họ lại nhờ mình sửa nhiều thứ đó. Rồi thầy phải mỗi ngày phải trả lời, mà bây giờ càng càng ngày thì cái câu hỏi càng nhiều, thầy phải trả lời rất là nhiều câu hỏi đó. Mặt khác á, là chỗ này mời đi giảng, chỗ kia mời đi giảng, thành ra đôi lúc là cũng rất là mệt, rất là căng thẳng. Nhưng mà thầy có một cái cách là về cả thân lẫn tâm mình chỉ cần thư giãn buông xả, biết cách thư giãn buông xả thì nó phục hồi lại rất nhanh. Vì theo cái nguyên lý của yoga đó thì chỉ cần là ví dụ như một ngày mình hết sức căng thẳng thì mình chỉ cần ngồi buông ra một khoảng 20 phút thôi. Mà nếu mình buông ra thật sự được 20 trong 20 phút, mà cách buông á, thì không phải là phải ngồi thiền phải rồi gì cả, buông thôi chứ không có không phải ngồi thiền, thậm chí là có thể nằm dài ra nằm dài ra giống như mình nghỉ ngơi hoàn toàn đó, giống như mình chết vậy đó đại khái vậy. Thì á, trong 20 phút á, là có thể phục hồi lại tất cả những cái năng lượng mà mình bị tiêu hao. Đó. Bởi vì là theo nguyên lý là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, thì khi mà mình thư giãn buông xả chính là lúc đó là điềm đạm hư vô, tức là tâm mình
không có nghĩ gì, không làm gì hết, cho nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì khoảng 20 phút, mà nói 20 phút cho theo thấy thầy là thầy, thầy nhiều khi chỉ có mấy phút hay là 30 giây thôi chứ không cần tới 20 phút. Chỉ ngồi lắng lại một chút là nó phục hồi lại liền. Lúc mà thầy đi bên Pháp á, thì một nhóm thanh niên mới dẫn thầy đi tham quan. Tưởng đi tham quan đâu, đi leo núi. Đi leo núi mà thầy thì già rồi mà thầy đi leo núi. Nhưng mà khi lên tới cái tầng trên cái đỉnh núi đó thì chiều rồi. Chiều rồi. Mà nếu mà đi đi lại cái đường cũ để mà trở về thì nó lâu lắm. Cho nên là phải tụt dốc núi mà đi xuống. Tôi đi xuống đi băng á, kiểu là mình đi băng á, shortcut á, shortcut á, đi băng vậy đó. Đi băng đi xuống á. Là về là ai cũng cũng mệt nhoài hết, tới ngày mai vẫn còn ê ẩm hết thanh niên á. Mà trong lúc đó thầy là chỉ ngồi một chút xíu là trở lại hoàn toàn bình thường. Cho nên là cái giáo viên này cần biết thư giãn, buông xả, buông hoàn toàn luôn á. Cái hành thiền cũng vẫn còn làm cũng vẫn là một loại căng thẳng. Thực ra hành thiền cũng là một loại căng thẳng. Chứ còn á, mình buông hoàn toàn cho cũng có hành thiền, cũng hành gì hết trơn á. Coi như mình chết luôn đấy. Nghỉ ngơi hoàn toàn. Giống như chết vậy đó. Thì á, thì nó sẽ phục hồi lại. Và ở bên Hàn Quốc á, người ta cũng dùng cái cách đó để cho những người trầm cảm. Bởi vì nói chung là nó thuộc loại trầm cảm hết rồi đó. Nhưng mà nhận nặng nhẹ thôi. Người đây, khi mà trong đầu mà có tiếng tiếng này kia đó là căng thẳng lắm rồi đó. Thật ra cái tiếng nói đó chỉ là hoang tưởng thôi. Chứ không, người ta kêu gì? À, hoang tưởng đó. Thì chứ không phải là ai nói hết đó. Do nó căng thẳng quá rồi cái tự nhiên nó phát sinh ra những cái hoang tưởng đó. Thì bây giờ là phải tập thư giãn buông xả hoàn toàn. Kèm theo là mình làm gì mình rõ biết nấy. Vậy thôi. Làm gì mình nhẹ nhàng, thư thái để mà rõ biết mình đang làm gì. Tức là để cho tâm mình nó tròn vẹn lại, tròn vẹn mới được. Nhưng mà tròn vẹn trong thư giãn buông xả, cho nếu mà cố gắng tròn vẹn thì nó lại cũng căng thẳng. Nên đang căng thẳng mà đi hành thiền á, thì nếu mà mình hành đúng á, thì cũng được. Còn nếu mà hành sai cái nó căng thẳng thêm. Rồi. Dạ sư ông cho con hỏi, như lý tác ý có giống cầu nguyện không ạ? À? Trong kinh con thấy nội dung xin Phật Pháp Tăng xá tội lỗi cho con. Theo nhân quả thì làm như thế có mong giảm tội đã làm không ạ? À? Trong kinh vẫn có nội dung cầu cho khỏe mạnh, đừng có bệnh tật. Nó có đi ngược với sanh lão bệnh tử không ạ? À? Thì cái gì á? Cái đầu cái gì? Dạ, như lý tác ý có giống với cầu nguyện không? Rồi, có đó, cái đó trước, cái đó. Cái như lý tác ý đó là nhiều người hiểu lầm, hiểu sai lắm. Thật ra như lý tác ý là cái tâm mình khi mà nó rộng lặng trong sáng á, thì mình nhìn cái gì đều là, cái nhìn của mình đều đúng đắn hết, đều đúng như thực hết. Tâm mình rộng lặng thì mình nhìn cái gì cũng như thực hết. Thì đó là như lý tác ý. Tức là cái tâm mình khi hướng đến đối tượng á, một cách chân chính, đúng như thực, đó là như lý tác ý. Nhưng mà thường á, là cái tâm mình nó đã cài sẵn những cái mà nhìn là nó đã cài sẵn một cái ý tưởng rồi. Đó. Thì khi mà mình bị cài sẵn bởi một ý tưởng, bây giờ mình nhìn theo cái ý tưởng đó,
mình nhìn theo cái quan niệm đó, đó thì cái đó đó là phi như ly tác ý. Còn nếu mà mình nhìn trực nhận như thực, không có thêm bớt gì cả, như như đức, như mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe đó, là cũng là trong đó nó có bao gồm cái như lý tác ý trong đó. Còn á, còn cái mà mình xen vào một cái tư tưởng, quan điểm, khái niệm gì đó, đó là đã mất cái như lý tác ý rồi. Đó. Tức là cái hướng tâm đúng, hay là nói chung là như lý tác ý là hướng tâm đúng, và phi như lý tác ý là hướng tâm sai. Mà nếu tâm mình mà rộng lặng trong sáng á, thì luôn luôn là hướng tâm đúng. Nhưng mà tâm mình nó có sẵn một cái gì đó, một cái ví dụ như mình có một cái định kiến người nào đó, là nhiều khi người đó người ta rất là tốt mà mình vẫn cứ thấy xấu đó. Thế mình có một cái sai là thế này: cái người đó tốt với mình cách mấy không cần biết, nhưng bây giờ có một cái xấu với mình cái là tự nhiên mình nói người đó xấu hết luôn. Đó là cái sai lầm rất lớn. Mình làm sao mà mình có cái nhìn rõ ràng minh bạch, tức là cái nào đúng thì đúng, cái nào sai thì sai, vậy thôi. À, và ngay cả cái đúng cái sai đó đó mình cũng cảm thông, chứ không phải là hệ mà sai cái là mình phê phán thế này thế kia. Đó. Thì khi đó, khi mà mình thấy đúng là đúng, sai là sai một cách minh bạch như vậy thôi, thì đó là như lý tác ý. Tức là tự trong đó nó không phải chỉ một mình như lý tác ý, nó có nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà trong đó với cái nhìn mà đó thực như vậy đó, là nó có cái như lý tác ý trong đó, do mình hướng tâm đúng đó. Nhưng mà cái chữ tác ý này á, nó lại nhầm lẫn với một cái từ khác, đó là cái từ chetana. Mà chữ tetana thì gọi là tư tác, chứ không phải là tác ý. Bây giờ hai cái từ này nó bị nhầm lẫn trầm trọng rồi. Cho nên hệ vừa cứ nói tới tác ý thì người ta nghĩ đến chetana. Nhưng mà tác ý á, nó là manasikara, chứ không phải là chetana. Chetana tức là nói cho rõ, chetana là có cố ý trong á, có chú ý trong đó. Còn bên này á, là cái tâm mới hướng tới đúng thôi, chứ không có chú ý gì hết. Còn cái hướng tới sai là bởi vì cái sai đó nó có sẵn ở mình rồi. Tại mình cứ thấy cái mình một lần nào đó thấy cái ông A nó sai. Cho nên bây giờ là mình cứ nhìn qua cái nhìn sai đó. Cho nên ngay cái đầu mà khi mình nhìn người đó là đã nhìn cái phi như lý tác ý rồi. Đó. Rồi cái thứ hai là cái cầu nguyện, phải không? Thật ra cái nguyện á, cái này nó có hơi vi tế một chút xíu. Tức là mình nói là không có cầu. Không cầu á, tức là không cầu gì mà cầu cho mình á. Ví dụ như mình cầu được thế này, cầu được thế kia, cái cầu xuất phát từ cái tham muốn á. Đó. Có thể là cầu do tham muốn, sân hận, si mê gì đó, thì cái cầu đó là sai. Nhưng mà cũng có những cái cầu đúng, chứ không phải là cầu sai. Ví dụ như bây giờ người ta có phát hiện ra một cái định luật gọi là định luật hấp dẫn. Tức là khi mình nghĩ ra một cái điều gì đó thì nó sẽ có cái hấp dẫn, lực hấp dẫn đưa đến cái đó. Ví dụ như một người thích đi học là thế nào cũng tìm cách đi học cả. Đó. Một người thích trồng hoa thì tự nhiên là thế nào nó cũng sẽ đưa đến trồng hoa. Cho nên nó sẽ dẫn đến như vậy. Cho nên á, có một cái nguyên lý cao hơn nữa là khi mình đưa vào một cái tư tưởng đúng đắn vào trong vũ trụ, vì cái vũ trụ này á, là nó là được xem như là một cái
bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là vũ trụ, à quên, người ta gọi là thượng đế. Cái vũ trụ này nó có một cái, mình gọi là cái tâm vũ trụ. Cái tâm vũ trụ này nó có một cái khả năng kỳ lạ lắm, mà mình chỉ cần là có một cái có một cái ý nghĩ đúng gửi vào trong cái vũ trụ đó thì tự nhiên nó sẽ hoạt động, kiểu như rải tâm từ chẳng hạn. Thì thầy cũng rất là ngạc nhiên là có nhiều người họ xin thầy rải tâm từ, thì sau đó họ nói là hiệu quả rất là kỳ diệu. Thì ví dụ như vậy thì thầy cũng không phải làm gì cả, bởi vì nếu mà thầy làm mà theo kiểu là thầy cố ngồi rồi thầy cố rải tâm từ thì nó chỉ giới hạn của cái bản ngã. Nhưng mà thầy chỉ gửi một cái thông tin thôi thì tự nhiên nó lại hoạt động rất là tốt. Cái điều này nó rất là lạ, mà ai trải nghiệm rồi mới thấy được. Mình làm gì cả mà sao lại hiệu quả cao như vậy? Thì té ra không phải là mình cố gắng, bởi vì cố gắng là cái nỗ lực của cái bản ngã của thì nó có giới hạn. Nhưng mà cái năng lực của vũ trụ thì nó vô hạn. Vũ trụ đây là mình lại nói là pháp, ở trong Phật giáo mình gọi là pháp. Thì cái năng lực của pháp á, là nó vô hạn. Cho nên mình nói là người ta nói thượng đế là toàn tri toàn năng. Thì toàn năng là vậy đó, tức là cái lực của vũ trụ đó nó là toàn năng. Thì mình á, thì mình á, thì gọi là cái lực đó gọi là tam bảo. Tam bảo là cái lực chứ không phải tam bảo là ông Phật hay là ông cái pháp nào cái tăng nào, không phải vậy. Vì Phật pháp tăng là biểu hiện của một cái người giác ngộ cái tam bảo đó. Chứ còn cái tam bảo đó là một năng lực chứ không phải là tam bảo là Đức Phật nào. Mình thì thường cứ nói là mình quy y Phật, tức là quy y Phật này Phật kia, quy y tăng là quy y vị này vị kia, không phải. Quy y Phật pháp tăng mà đúng nghĩa đó, tức là quy y cái tức là mình hoàn toàn tin vào cái năng lượng, cái năng cái bằng cái đức toàn năng của pháp. Do đó nếu một người mà thành tâm á, thầy đã chứng nghiệm những chuyện mà nó mình không thể nào hiểu được. Cái chuyện đó nó xảy ra ngoài tưởng tượng của mình, mà mình chỉ cần có một ý nghĩ thôi thì nó lại ra. Nó ra một cách kỳ lạ. Thì mình mới biết là đúng là pháp là toàn năng. Pháp là toàn năng, toàn thiện. Và toàn tri. Toàn năng, toàn thiện, toàn tri. Thì chính cái toàn năng, toàn thiện, toàn tri đó gọi là Phật pháp tăng. Toàn tri là Phật. Đó. Toàn năng là pháp và toàn thiện là tăng. Đó. Nên cái này nó hơi cao một chút xíu. Mà mình thường thường là mình chỉ hiểu theo cái nghĩa bình thường thôi. Nhưng thực ra là đến khi mình trải nghiệm cao thì mình sẽ thấy là nó bất khả tư nghị. Đó. Cho nên nếu mà mình có một cái tâm lành, mình có một tâm lành. Thí dụ như có một câu chuyện như thế này. Cái câu chuyện này trong kinh nó kể lại là nói là có một cái cậu bé đó. Có người mẹ bị bệnh. Thì người ta mới nói, người ta thầy thuốc mới nói rằng là cái bệnh này đó là chỉ có bắt được một con thỏ mà màu đỏ hay là cái gì đó. Tức là cái màu hơi đặc biệt. Lấy máu của cái con thỏ đó đó cho bà mẹ uống thì nó sẽ lành. Thì cái thằng bé đó nó mới vô trong rừng, nó đi tìm. Nó tìm và cuối cùng nó bắt được con thỏ. Như thầy thuốc nói. Nhưng mà khi nó thấy con thỏ, nó nhìn con thỏ thì nó thương quá. Nó không thể nào giết con thỏ được. Cho nên nó thả con thỏ ra. Và nó chỉ ước trong lòng thôi. Chứ nó không phải cầu nguyện gì cả. Nó ước trong lòng. Ước gì mà mẹ mình bệnh để khỏi giết cái con thỏ này.
À, nó thả ông thọ xong rồi nó về nhà, về nhà mà lần lần bệnh mất đó. Cho nên cái này tức là cái ý mà mình nói là không cầu không nguyện ở đây đó, tức là đừng có cầu nguyện với cái tham muốn để mà mình được thế này được thế kia. Chứ còn á có nhiều khi lạ lùng lắm, ví dụ như thầy có một cái chuyện, kể cái chuyện của thầy đơn giản thôi, là lúc đó lần đầu tiên thầy đi đi Miến Điện, lần đầu tiên là thầy đi Miến Điện làm passport visa đồ này kia đâu đó đàng hoàng rồi, chỉ còn 10 ngày nữa đi. Thì cái tối đó không biết vì sao cái tự nhiên nó cụp cái lưng cái. Thì thầy cũng hay bị có cái thời kỳ đó thầy hay bị cụp lưng lắm. Cụp cái lưng cái thì quay qua quay lại nó đau. Làm sao đi được? Làm sao đi được? Mà thầy đã từng bị rồi, mà nó đến lần đó là phải tối thiểu là phải nửa tháng, có khi cả tháng trời nó mới lần. Mà bây giờ còn 10 ngày nữa đi thì làm sao? Thầy mới tới trước bằng Phật á. Thầy thành tâm thôi, thật ra cái quan trọng là thành tâm chứ không phải tới trước bằng Phật, cái không tới trước bằng Phật. Mà quan trọng là thành tâm thôi, giống như đứa bé nó ở trong rừng nó nói thôi. Thì thầy thành tâm thầy nói là bây giờ xin cho con là lành bệnh để mà đi đi Miến Điện. Đi Miến Điện xong rồi về bệnh lại cũng được. Khất đi một thời gian để đi Miến Điện cho nó lành cái đó. Xong rồi mới đi ngủ, đi ngủ sáng dậy là lành luôn. Cái đó không phải là điều kỳ diệu sao? Cho nên cái này nó bất, Đức Phật và Ngài vẫn nói đó là bất khả tư nghị. Nhưng mà đó là cái trường hợp bất đắc dĩ, hay là cái trường hợp nào đó mà nó quá cần thiết. Như đứa bé đó, nó nguyện này là nó cái điều đó nó quá cần thiết, mà nó với là một cái tâm từ vừa thương mẹ mà vừa thương cũng cái con thỏ đó. Anh cái tâm nó tâm quá tốt đó, cho nên khi mà nó chỉ cần ước gì như vậy thôi chứ nó không phải xin ai hết á, thì là được liền đó. Cái đó là có. Nhưng mà nếu mà cái cầu nguyện đó mà cứ tham lam mà cầu được thế này cầu được thế kia đó thì cái đó là không được. Ngay cả bây giờ mình nói mình cầu đắc đạo, mình cầu đắc quả, cầu thành thánh thành gì gì đó cũng là không được. Cái đó là mình phải phải tự mình bình tĩnh sáng suốt để mà soi sáng lại chính mình mà giác ngộ thôi, chứ không có cái đó cũng cầu nguyện được đó. Mà là nhưng mà cái nguyện gì mà nó tốt đẹp á, thì tốt đẹp thì cái điều đó là được đúng pháp, và tốt đẹp tức là đúng tốt thì được. À, dạ con kính bạch sư ông, cho con hỏi làm sao để điềm đạm hư vô, cho chân khí tùng chi giữa cuộc sống bận rộn và đầy căng thẳng, áp lực của tuổi trẻ chúng con khi phải lao động, luôn nâng cao kiến thức để có thu nhập tốt hơn, lo cho ba mẹ và gia đình của mình ạ. À, con xin cảm ơn ạ. À. Thì vẫn là hồi nãy thầy có nói rồi đó, tức là mình biết cách thư giãn buông xả, đừng để nó quá mức đi. Đừng để nó quá mức, tức là đến cái mức độ nào đó thì mình nên thư giãn buông xả đó. Còn như cái lần mà thầy tuột xuống núi đó đó là hơi quá sức. Hơi quá sức là bởi vì thanh niên mà còn chịu không nổi, mà mình làm sao chịu nổi. Nhưng mà nhờ thầy đi làm chùa trên núi nhiều lần, ở huyền không rồi sau này viên không đều là làm chùa trên núi, cho nên là thầy leo núi leo lên leo xuống là cũng có khi giỏi hơn mấy mấy đứa trẻ đó. Cho nên thầy đi thầy biết cách đi, nhưng mà với cái tuổi của thầy thì đi như vậy nó quá mệt đó. Nhưng mà về về mệt là thầy ngồi lại một thư giãn buông xả hoặc là nằm, nhưng không nhất thiết là cái tư thế nào, miễn là mình thư giãn buông xả hoàn toàn thôi thì nó phục hồi lại liền. Cho nên nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi là cực kỳ chính xác.
Niệm đạo hư vô tức là mình thư giãn buông xả hoàn toàn. Cái thư giãn buông xả có nhiều người không hiểu. Chứ thật ra không cần hành gì cả, chỉ cần thư giãn buông xả thôi. Vì sao? Vì khi mình hiểu rằng là cái bản tâm của mỗi người đó là thanh tịnh trong sáng á, thì mình cần chỉ cần thư giãn buông xả thì nó trở về với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. Cũng giống như cái ly nước, thầy thường hay ví dụ đó, cái ly nước nó đang chao đồng như thế này, thì không phải là mình cố mình cầm cho nó chắc để mà nó bớt chao động. Thật ra mình cầm cách gì nó cũng chao động chút ít, nhưng mà thư giãn buông xả có nghĩa là mình buông nó xuống để cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn thôi, thì tự nhiên là nó yên lại rất là nhanh. Thành cái cách thư giãn buông xả đó là để trở về lại với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng vốn sẵn có. Đó. Trở về gốc á, nói như lão tự gọi là trở về gốc. Tất cả mọi cái đều khởi lên, nhưng mà nếu mình biết quan sát sự sinh diệt đó, thì mình luôn thấy nó trở về gốc, tức là trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng vốn sẵn có. Nên bây giờ mình có gặp chuyện gì trên đời ghê gớm cách mấy đó, mình chỉ cần thư giãn buông xả lại thì nó trở về gốc. Đó. Thì lão tự nói là quy căn viết tình, thì viết phục màng viết thường, tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung. Tức là nếu mình biết trở về gốc, thì trở về gốc tức là trở lại với cái sự vận hành bình thường của pháp. Quy căn viết tình, trở về tình đó, thì quy căn tức là thừa xả ly ly tham đoạn diệt an tình. Đức Phật thì nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tình. Còn ông này, ông lão tử thì nói rằng là nó sinh lên rồi nó diệt đi thì nó cũng trở về gốc. Cho nên là nếu mà mình biết trở về gốc, tức là mình buông xả ra, mình trở về gốc đó, thì lúc đó là tình, là an tình rồi. Mà trở về gốc á, tức là trở về lại cái sự vận hành bình thường của pháp. Còn mình là làm cho nó bất thường mất rồi. Bây giờ mình trở về lại cái bình thường của pháp. Thì gọi đó là phục mình tức là trở về với cái gốc của mình đó. Và phục mình nó thì viết thường tức là trở về với cái thường đó, bình thường đó, trở về với cái đạo bình thường thì gọi là minh, tức là trở về rõ biết cái đạo bình, cái bình thường thì gọi là minh. Cho nên gọi là tri thường viết minh. Nếu mà không biết cái bình thường này đó mà cứ muốn cứ khởi lên vòng muốn tìm cái này cái kia đó thì vòng tác hung, tức là cứ vòng động, cứ tạo tác hoài. Lão tự thấy rõ, thế lão tự cũng thấy rõ được điều đó. Rồi tiếp. Dạ mong thầy giải thích cho con bốn câu kệ. Tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tạm, chết từ thuở lọt lòng. Tâm không làm muôn việc á, tức là khi mình làm với là cái tâm mà vô vi vô ngã. Làm với tâm vô vi vô ngã thì lúc đó là làm với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, hay là chánh niệm tỉnh giác. Khi mà mình tròn vẹn chánh niệm tỉnh giác hay là rộng lặng trong sáng á, hay sáng suốt định tịnh trong lành á, thì lúc đó là làm nhưng mà vẫn vô vi vô ngã. Người ta làm mà người ta, khi mình làm mà cái thấy cái người đó làm một cách rất là thoải mái bình thường, chứ không có, mà mình làm cái người mà hữu vi hữu ngã, mình làm là mình biết liền à. Người hữu vi hữu ngã làm cái là thấy thế này thế kia gì đó đủ thứ hết, phiền phức lắm. Đó. Thì mình chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tịnh đông lành hay là trở về gốc, thì lúc đó là trở về gốc, tức là trở về gọi là tâm không làm muôn việc á.
Rồi á, thường thường á, là mình làm thì mình nói là mình làm là có công đức. Nó có hai cái phân biệt này này, là phước và công đức. Phước á, thì đương nhiên mình làm cái gì mà tốt á, thì nó liền là an lạc hay là gì gì đó, thì cái đó là phước. Cái phước là cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà công đức là không có. Vì công đức á, là mình nghĩ rằng là mình làm cái này là một cái công lao của mình. Thí dụ như bây giờ thầy làm cái tháp to lớn như vậy thì người ta nói ồ thầy công đức nhiều lắm. Không, không có. Không có công đức gì hết đâu. Chỉ có phước thì có. Phước là vì sao? Vì thầy làm với tâm hoan hỷ, thầy làm với tâm vị tha, làm với tâm gì đó cho nên nó rất là thoải mái. Thì cái mà thoải mái an lạc người đó nó là phước đó. Thì phước thì có nhưng mà công đức thì không có, tức là không phải công lao của mình, bởi vì cứ nhìn cho kỹ làm gì mà công lao của mình được. Công lao đủ thứ chuyện hết á, một hạt cát cũng có công lao của nó trong rồi. Xi măng nó cũng có công lao của nó trong, sắt nó cũng có công lao của nó trong đó. Rồi cái người đóng tiền, người người ta cúng, người người cúng chừng này chừng nào gì đó cũng là mọi người đóng, cho nên á thực ra mình làm á, đừng có thấy có công công lao nào hết á thì mới đúng, gọi là vô kỵ, vô công vô danh. Vô kỵ là không có cái bản ngã, vô công là không có công, không công lao, đừng có kệ công gì cả. Mà vô danh tức là cũng không không muốn mình được nổi tiếng nổi đôi gì cả. Đó là vô, thì khi mình làm như vậy á là nó là vô vi vô ngã. Còn khi mình làm với một cái mong ước gì đó của mình, phải phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ gì đó, là hữu vi hữu ngã đó. Câu hỏi là sao? Câu hỏi gì? Đó, à thì á, khi mình làm với cái tâm không thì mình cũng không thấy có công đức cả gì cả, cho nên mình trả công đức là cũng không. Đó. Mình không có nhận cái công đức gì trong đó hết. Đó. Vì khi mình làm thì nó đã có cái hiệu ứng của nó tự nhiên rồi, thì cái hiệu ứng đó là phước. À, nhưng mà công đức là không có, tức là mình không có kệ công. À, rồi còn mình sống á, thì thực ra khi khi mình sinh ra là mình đâu có gì, mình sinh ra là hai bàn tay trắng, thành ra từ cái không mà mình có cái này có cái kia, tự nhiên có không khí để thở, tự nhiên có cái này cái kia gì đủ thứ, có nước để tắm, có tất cả mọi thứ là từ không mà có. Cái ý là mình nói là không phải mình tạo ra được cái gì cả, mình không có tạo ra được cái gì hết á. Mình tưởng là mình tạo ra được cái này, mình tạo ra được cái kia, nhưng mà thật ra đâu có tạo ra được. Ví dụ mình làm cái nhà thì mình đâu phải tạo cái nhà được, rất nhiều yếu tố tạo ra cái nhà chứ không phải là mình tạo ra cái nhà. Do đó mà mình sống á, mình sống được á, là không, tất cả những cái mà mình sống được á thực ra cũng không phải là mình tạo ra. Thí dụ bây giờ mình đi làm, mình có tiền, rồi mình mua gạo, thì thật ra gạo cũng là người ta tạo ra thôi, mà tiền cũng người ta tạo ra thôi, cho mình tạo ra tiền nó bắt ở tù chết đó. Thì tiền của người ta tạo ra thôi. Cho nên á, cho nên đúng là mình sống, mình hiểu cho thật đúng á, thì mình sống là hoàn toàn là mình nhờ cái trời đất này mà mình sống vậy thôi. Cho mình không có cái gì cả. Có một câu chuyện á, có một câu chuyện rất hay. Câu chuyện này thì nó rất là đúng với Phật giáo. Nhưng mà câu chuyện lại kể theo cái Thiên Chúa giáo. Là nói là có một cái người nó chết đi. Chết đi mới mất hết, không còn gì hết. Anh mới kiện Thượng Đế. Anh nói tại sao mà con sinh ra là con tạo ra không biết bao nhiêu thứ trên đời đó,
có vợ, có con, rồi có nhà, có cửa, có xe hơi, có tạo ra biết bao nhiêu thứ mà sao tại sao bây giờ lại tước hết của con? Thì Thượng Đế mới nói là ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Thật ra khi ngươi sinh ra là hai bàn tay trắng. Còn tất cả những gì mà ngươi nói tạo ra, ngươi làm sao ngươi tạo vợ ra được? Vợ là ai đẻ ra? Bây giờ ngươi lấy rồi ngươi nói là ngươi tạo vợ sao được? Đó. Không có tạo cái gì được cả. Tất cả cái gì cũng đều là vay mượn của trời đất. Vậy thì bây giờ ngươi là sinh ra hai bàn tay trắng, sống là nhờ vay mượn của trời đất. Đó là sống nhờ ơn không tàng là ý vậy đó. Hai mượn của trời đất bây giờ chết rồi trả lại cho tại sao lại đòi? Đó là cái đó vậy. Thì sống nhờ ơn không tàng. Còn chết từ thuở lọc lòng ở đây có nghĩa là mình mới khởi lên một cái bản ngã hay là khởi lên một cái tư kiến tư dục gì đó. Thì mình phải chánh niệm tỉnh giác để cho nó chết ngay đi. Chết cái bản ngã ngay từ khi nó mới sinh ra. Đó. Thì lúc đó mình mới là sống hòa nhập với vạn pháp. Mình sống hòa nhập với vạn pháp ở đây tức là mình sống đúng với sự vận hành của pháp. Chứ không phải là không phải theo vận hành của bản ngã. Nên chết từ thuở lạc lòng chính là chết đi cái bản ngã. À, dạ thưa sư ông, con hiện nay đã về hưu, phần lớn thời gian của con là thiền trong đời sống hàng ngày, sống thận trọng chú tâm quan sát, nhưng con của con đang dạy tiếng Anh, cần con phụ giúp thêm, con phải nâng cao thêm ngoại ngữ, nếu con dành nhiều thời gian để học thêm tiếng Anh thì có phải còn ham muốn tiền bạc và vì bản ngã của mình quá không thưa sư ông, xin sư ông giúp con nên làm gì ạ? Cái đó thì cũng tùy cái thái độ của mình thôi. Thì thầy có phân biệt là ở trong đời sống nó có hai cái khác nhau. Mà mình cần phải phân biệt đó là nhu cầu đời sống và ham muốn. Ham muốn là khác, mà nhu cầu đời sống là khác. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cần giúp con, thì mình học thêm tiếng Anh, vậy thôi. Thì đó là nhu cầu, cho đó không phải ham muốn. Hoặc là bây giờ là sinh ra trong nhà, giả sử như phải có con cái rồi cha mẹ gì đó, mà bây giờ mình phải làm việc nhiều hơn để có tiền để mà nuôi sống cha mẹ con cái, thì đó là nhu cầu, chẳng phải ham muốn. Đó. Cho nên mình phải phân biệt được cái nào là nhu cầu, cái nào là ham muốn. Không phải là mình không đáp ứng nhu cầu. Nhu cầu tức là đói thì ăn, khát thì uống, đó, dơ thì tắm. Cái đó là cái nhu cầu. Đó. Thì con người mình á, lại là sinh ra rất nhiều cái thứ không phải là nhu cầu. Đó. Mà bây giờ mình thấy chẳng hạn như mình cho rằng là mỗi ngày con người mình tiến bộ văn minh hơn. Nhưng bây giờ các vị thấy đó, có mấy người đem cúng cho thầy mấy cái hộp bánh trung thu đó, mà thầy thấy cái hộp có lẽ là mắc tiền hơn cái bánh trung thu. Mà thực ra thực chất là mình ăn bánh trung thu thôi chứ, đâu có ăn cái hộp đâu. Mà cái hộp làm thật mắc tiền rồi xong rồi vẫn không biết để đâu. Mà làm rất là tốn kém mắc tiền. Thực ra những cái đó nó là cái gì? À, lạ lùng. Cái đó là một cái gì đó mà sai lầm trong xã hội. Cho nên là mình tiêu phí quá nhiều thứ. Đó, tiêu phí quá nhiều thứ. Ví dụ như mình sử dụng cây rừng quá nhiều. Đó. Hay là mình dùng dầu mỏ quá nhiều. Đó, dùng khí đốt như thử là than đá. Bây giờ người ta mới là mình có mấy cái mỏ than đá ở Uông Bí gì đó, là mình cũng nhờ mấy cái mỏ than đá đó cho kinh tế mình cũng nhiều. Nhưng bây giờ khoa học người ta phát hiện ra là cái than đá nó làm hại cho môi trường rất là nhiều, chẳng hạn vậy.
Cho nên con người là cứ sống là cứ vì cái tham muốn mà nó hủy hoại mình nhanh hơn. Thí dụ mình ăn uống vậy, lại ra mình ăn uống vừa phải thì nó rất là khỏe. Đó. Người ta nghiên cứu là thấy có một cái bộ lạc nào đó mà sao không có một người nào bị ung thư hết. Thì người ta mới đến nghiên cứu thì người ta thấy là họ toàn ăn khoai môn, khoai lang, khoai môn rồi đó thôi, chứ không có gì ăn. Cái đó trồng dễ. Mà hồi xưa, hồi cái thời thầy, thời Pháp mà chiến tranh á, là nhà thầy là cũng trồng nào là khoai môn, nào cái này cái kia đó. Bữa nào ăn là bữa ăn là biết ăn gì không? Là cứ lấy mít, mít nó chín chín, chưa chưa chín, lấy ra rồi đem ra luộc, rồi khoai khoai mì, khoai môn, cái này cái kia đó, hột hột mít là ăn vậy thôi. Không, cơm làm cơm ăn rất khó, bởi vì mình làm được rồi cái Pháp nó về nó đốt cháy hết, không còn cơm, không còn lúa đâu, lúa để trong cái bồ trong nhà đó thì là nó đốt cái nó cháy hết, chứ không 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 còn gạo đâu, lúa đâu mà ăn. Thì lúc đó ăn sắn ăn khoai thôi. Nhưng mà ông thân thầy là sống 110 tuổi, một 101 tuổi. Lao động ăn rất là cực khổ. Mà lại sống lâu, mạnh khỏe. Trong khi đó đó nhiều bác sĩ là chết sớm. thì nhiều khi là cái nhiều khi cái ăn uống hoặc là cái gì đó nó quá nó không cần thiết. Đó. Không cần thiết mà nó dư 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 thừa. Bên trở thành ra vô ích. Mà nó lại là làm hại mình nữa. Hại môi trường, hại đủ thứ hết đó. Nên mình phải phân biệt được là cái gì là cái nhu cầu thật sự. Nhu cầu thì mình phải cần có thôi. Cái đó là cái bằng cái gì? Cái bản năng sinh tồn. Thì mình phải có ăn, có uống, có này kia thì nó là bản năng sinh tồn thôi. Nhưng mà mình tham muốn nhiều quá đó thì hóa ra là hại mình, hại môi trường, hại xã hội, hại đủ thứ hết. Dạ, hiện nay con đã không ngồi thiền nữa mà chỉ thiền tứ niệm xứ trong các động tác đi đứng nằm ngồi, nấu cơm, giặt giũ. Nhưng sau khi ngưng thiền thì lúc sức khỏe con không được như trước. Vậy con có nên ngồi thiền lại để vì sức khỏe của mình không? Như vậy có vì bản ngã ham muốn của mình hay không ạ? Con xin cảm ơn. Nếu là thật ra không phải là ngồi thiền không, mà mình nếu mà mình bởi vì á khi mà mình chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày á thì cái thân tâm mình nó đã là ổn định rồi à. Chứ không phải là ngồi thiền. Mà mình ngồi thiền thì giống như hồi nãy thầy nói đó, nếu mà mình ngồi mà thư giãn buông xả thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mình ngồi thiền theo một cái lập trình để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, thì không nên. Mà thầy chỉ nói không ngồi thiền là, ở đây là không ngồi thiền để vì một cái mục đích lý tưởng nào đó, theo ý mình. Đó. Thì cái đó không tốt. Chứ còn ngồi thiền thì vẫn được, chứ không phải là không ngồi. Ví dụ như mình ngồi thư giãn, đó, thỉnh thoảng mình ngồi thư giãn để cho thân tâm nó trở về lại cái bản nguyên của nó. Đó. Là tốt. Cũng giống như đi xe mình chạy 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 hàng ngày nhưng mà vẫn vô gara để buổi tối cho nó nghỉ cái kiểu vậy đó. Mà thực ra trong thiên nhiên đó, nó đã có rồi. Nếu mình sống chánh niệm tỉnh giác bình thường thì mình ngồi lại cái là mình yên à. Còn nếu mà trong hàng ngày mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình ngồi lại là nó đủ thứ chuyện sinh ra. Rồi mình cố ép nó là cũng mệt thêm nữa.
Cho nên nó là chỉ cần là mình chánh niệm tỉnh giác hàng ngày và thỉnh thoảng mình ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn, chứ không có không phải ngồi thiền theo cái nghĩa là cố giữ cái gì hết á, đừng có cố giữ bất kỳ cái gì cả. Đó. Mà là mà chỉ rõ biết thôi, nhớ là nhớ một cái điều là cái rõ biết là cái chính, chẳng phải là mình phải cố giữ trạng thái nào. Nếu mà mình á, nếu mình cố giữ để cho không có bệnh á, là cũng khổ. Cố giữ cho không bệnh, cho nên khi mà có bệnh hay có cái gì đó là mình khổ lắm. Còn bây giờ trải nghiệm một thứ một ít, trải nghiệm khổ một chút, trải nghiệm bệnh một chút, trải nghiệm thiếu ăn một chút, trải nghiệm cái này cái kia một chút thì mình khỏe hơn. Cho mình mà cứ muốn là một cái trạng thái nào đó mà thật là hoàn hảo thì càng khổ thêm thôi. Cho nên nếu ngồi thiền mà để giữ cho mình hoàn hảo gì theo theo ý muốn của mình á thì không nên. Nhưng mà ngồi thiền mà thư giãn buông xả để cho thân tâm được nghỉ ngơi, bớt đi cái lăng xăng tào tác á, thì đấy điều đó là tốt. Rồi, hết giờ. Y đằng nô nhan tì nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yom. Nô nha tì nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yom. Ti nàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yom. Y đăng va ta mê pu nhang a sa va ka ya va hang hô